chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Ở phía sau là ba ông đó, Phước Lộc Thọ đang ngồi sau. Một dọc luôn. Phước đưa tay lên. Phước đâu? Đưa tay lên. Đưa tay lên. Phước đây. Phước đưa tay lên. Lộc, Alex là Lộc. Giơ tay lên. Đưa tay cho bà con biết. Alex. Giơ tay lên. Rồi Thọ là Thiện. Ra được coi giờ hết kêu Thiện kêu Phước Lộc Thọ. Nếu mà treo cái hình mà trước nữa còn đã thì mai mốt tôi xây ba cái phòng ở phía sau và mỗi phòng là dán một cái hình phòng của ai là của ông đó phải không? Còn bữa nào đi sang ở Thơ em mua là Phước Lộc Thọ ba người ba phòng ở phía nhà sau vườn đó là mai mốt là dán hình đó đó giờ ba không biết là Thọ ngồi sao bữa nay là nước mắt mực thu vẫn đi ăn. Bữa nay buổi chiều nước mắt mực thu vẫn đi ăn xong buổi hồi trưa giờ mới đi chợ về xong với Phước Lộc Thọ đó đi với ba ông Phước Lộc Thọ đi chợ luôn trời đó chị cũng mới ăn chung với ăn chưng đó tôi nói là ba ông Phước Lộc Thọ chợ mà tôi nói tôi khang cổ họng ba ông đẩy ba xe tôi muốn xỉu luôn mà bữa nay Phước chân thành hơn Phước à Phước là anh mép phải không Phước bữa nay vui lắm biết sao không mà anh mép tinh thần nó giống như nó mới thất thường nha ba hồi vui giống vui lắm rồi ba hồi quạo lắm mà bữa nay là hình như là Phước vui thấy Phước hỏi Phước có Phước bữa nay thấy không có quạo nha Phước bữa nay vui rồi ông Thọ thì mới đi probation với hàng hồi sáng mà ông Thọ vui ông Thọ vui lắm trước khi đi probation á lột điện thoại với nhẫn rồi lột đưa hết trơn rồi tại vì sợ vô lúc đó kiểm tra thì người ta còng bất cứ lúc nào đúng rồi xong á ông Thọ cũng vui lắm xong cái xong vô ok đi ra cái thằng đưa nhẫn đưa điện thoại lại chị nào đi nữa 19 đây 10 ngày nữa cứ 10 ngày đi tới 10 ngày đi lần hả 10 ngày đi lần vui ông Thọ lắm cười ông Thọ cũng dễ thương lắm trời sáng vô mà không thấy cái phòng Thọ cỡ phòng danh là không bằng sạch mà nó bóng mà nó đẹp mà gọn đúng rồi chưa bên kia hả trời ơi không giống bên kia bởi vì một cái bất ngờ là giống như hồi lúc nọ chị Lan anh với anh dở phòng cũng thấy ghê rồi bên cái phòng kia cũng thấy ghê thấy hết đồ phòng chứ không phòng nữa. Đồ ăn với quần áo là không biết đồ ăn nằm đâu mà quần áo nằm đâu quần áo dục gân dạ ừ ghê lắm không có xếp còn bây giờ trời ơi nó bóng lưỡng cái gì ra đó vậy trời còn sạch sẽ hơn ai đẹp sạch hơn nhiều bây giờ sạch hơn nhiều rồi đó là sáng nhân Thọ rồi rồi cái ông Phước ấy, chờ thằng về đang đi chợ tại thẻ phút tem thằng đang giữ mà tịch thu mà ông đọc gì ông là ông Phước là anh mía anh quên ông Lộc là Alex là chờ thằng về đang đi chợ thì coi như chở cái ông Thọ đi phụ bay sành về rồi đi mua mà đo nồi cho con Ngọc nữa để hứa là mua Happy Meal cho hai đứa xong cái Happy Meal cái xong cái thằng với thằng Thiện ghé mà đo nồi mua cho hai đứa hai phần xong mới ghé ngang đưa cho Ngọc rồi xong rồi mới chạy về rước ông Phước Lộc Thọ ba ông đi chợ luôn giờ đi vô chợ Phước Lộc Thọ dẫn đi vô chợ giờ mấy bà con ra ngoài đường thấy ba thằng Phước Lộc Thọ nha bà con nhớ thấy cái ông nào đi ngang ngang ngoài đường thì nhắn tin nha thí dụ thấy anh bé là nói là thấy ông Phước đang đi ngoài đường hiểu hiểu xong rồi là thấy ông Thiện thì ông kêu ông Thọ mà Alex là kêu ông Lộc đây ba ông xuống eo cho mỗi người đứng một ông mỗi người đứng một ông đó, chụp hình là Phước Lộc Thọ ba ông Phước Lộc Thọ sao bữa nay Phước Lộc Thọ chịu đi theo cho chị ta ba ông đi hết rồi chịu đi bữa nay là tôi chịu đi đâu bữa nay lạ là ba ông Phước Lộc Thọ đều chịu theo hỏi đi không đi ok đi thì lên xe chắc ngày mai trung thu rồi Ngày mai. Em bé mà bữa nay mới người ta đi chơi trung thu chơi trung thu đốt đâu đẹp trời đất ơi bữa nay chở đi chơi trung thu đúng rồi em đốt đàn đi chơi mà mấy người vui vẻ đúng rồi không mấy người này tâm tư như em bé vậy đó vui buồn thất thường ông Phước vui em thấy mỗi năm Phước nói chuyện bình thường ông Phước bữa nay nói chuyện bình thường ông Thọ thì bữa nay buồn ngủ còn ông Lộc thì lưỡng tử xoài bà quên ăn cắt xoài cắt xoài đem theo ăn á cắt cái đã mặc áo vô thì tối về ăn anh lĩnh ăn khuya dữ lắm mà ai là ăn hết nguyên trái đó không vậy ăn hết à nó thích trái cây lắm cái xoài rồi ăn vậy nguyên một trái đầy luôn cái nó ăn dữ lắm nó ăn
trái cây rồi nó ăn dữ lắm. Thiện thì ít ăn hơn là nó ăn như ma mà chỉ đó mà em ăn vô tao rồi nằm mấy một cái bụng ăn bụng nó quen rồi nó ăn hay lắm. Sòi nó nóng giờ là hẹn với nước mắt mùa thu 7 giờ bây giờ ông Mẫn với ông Thắng chắc chạy tới rồi quá đi là đi cái về cũng thấy đi cái nhóm còn ông Trương thì ông ở dưới kia xa quá kêu ông chạy lên cũng xa nữa nói em về nhà trước rồi mà xe giờ nếu chở một việc rồi đi cũng đâu có chở hết đâu xe có nhiêu chỗ đây à rồi xe Trương chạy được hả chạy được rồi rồi hổng ngày cười hồi trưa tôi điện tôi mới tra hạch điều tra đó thôi sao rồi có xe mấy ngày nay làm được nhiều ông nói ngày được 100+ luôn á cái tôi nói nướng hết à ông nói đâu có tôi dùng từ không hiểu chân nha cái ông nói nướng mà thảy ra tôi nói ừ nướng hết rồi ha thảy hết rồi nướng khô mịt ông nói đâu có đi sửa cái kiến xe này rồi sửa lặt vặt này kia rồi để dành nói, ừ biết được vậy tốt rồi để thằng mua xe bảo hiểm không bảo hiểm là thằng mua xong rồi cho hết rồi mua cho 3 tháng rồi tháng gì thì tiền của người ta cho của mình không quân cho đó mình mua 3 tháng rồi hết 40+ tại bảo hiểm ông bị không bị đụng xe em bảo hiểm rồi xong rồi ok rồi nó nói ừ vậy thì á làm mỗi ngày dư phải để dành á ông nói ừ nói tháng sau rồi sắp tới tháng đóng tiền phòng rồi đó tại nếu không có xe ổng làm xuyên ổng chạy hay lắm đó ổng đưa tôi coi nha không ông Trương á ổng đánh bài thì quý vị nhưng mà ổng thích thật thà ổng không có nói dốc cái đó là thiệt đó ổng nhắn số điện thoại nè ổng nói nè hồi trước làm nè có khi từng 300-400 từng có khi 1,000+ ngàn luôn. Bữa em coi cho trơn ăn bún riêu đó mà nó thảy hết phải không thảy, ông nói ồ nướng hết trơn nướng hết nướng khô mực hết thảy hết nhưng mà bây giờ biết được thì nó kệ từ từ làm lại không sao vô ở ngoài ăn việc không đủ nhé đi xong bài mà của đâu còn rồi bây giờ cũng ăn mà đâu lâu thôi đâu phải mỗi ngày đâu mỗi ngày ta có gì làm còn á hả bây giờ có xe chạy mà cũng chạy được là nói à có nhiều nó nhiều không dám nói dốc chứ thí dụ nó dốc rồi bữa nay không chạy không có 10 đồng 20 đồng gì cũng làm tôi đáp mình có đóng thuế không ta có chứ lấy tiền trên phone mà cho tao lấy chắc mà xong rồi tới cuối năm đợi tập YouTube cho mình ở trong Uber cũng giao hàng rồi cái ông nói là bữa nay làm được 100+ rồi đó giỏi không 7 ngày ông nói vậy là giỏi rồi tháng cũng hơi đủ tiền trả tiền phòng tiền ăn mà nếu mà công đi cái kia công đứng khùng được tự dư mà chỗ ông ở ông cũng thoải mái mát đó. Mát mẻ thoáng vô cái không khí dễ chịu mát mẻ cái phong thủy phòng cũng rộng 600 để 600 phòng bởi vì bữa hổm mới kiếm cho ông Lưu Đinh vậy mà kiếm hoài kiếm không có để cho ông ở tạm đỡ 2 tháng rồi không muốn đổi đâu không đổi xấu nha kiếm của ổng cả tuần cũng trong mảnh cái phòng lớn chứ đâu phải phòng lúc nào cũng có hoài đâu trời ơi phòng ở sao xe người ta mướn nhiều lắm vừa đăng báo ra cái mình cứ canh báo mình chụp mình kịp mới khai trường học với học sinh mướn nha đúng rồi mua nhập học chưa á đắt lắm lắm tại người ta mấy đứa du học sinh qua đó nó về mướn. Quê xong rồi về tới đại học mai qua học nếu mướn phòng là hết mùa rồi học hết mùa học với ba về chăm ba má để chống gặp cái mùa học đại ở bay về mướn hết rồi chiều nay là đi ăn á nước mắt mùa thu á rồi let's go quý vị ơi let's go có hai chiều lận đó nha chiều đó thứ sáu đó chiều trước hay chiều sau ba không sáu hai không sáu hai một đúng rồi này không có phước đâu phước ơi chung được quan người to gì sao vậy nha
Tôi sorry. Ước mơ được nhiều người như Hằng, xã hội bớt gánh nặng, bớt người vô gia cư. Bữa nay nước mắt của Thu đẹp chưa? Có anh Mẫn rồi. Chưa tới hả? Có ai đưa chị đây vậy? Đi mình đây. Này lại xuống hả? Kéo hai bàn đi. Chứ lũng xài. Kéo hai bàn đi. Tiền ơi, nước mắt mùa thu xinh gái lắm đó. À, đi bò để coi chắc cỡ 7-8 người, 8-9 người. Để em làm cho. Để em làm cho phải không? Ok, em làm đi em. Phước Lộc Thọ, anh nói bữa nay sao Phước Lộc Thọ chịu đi chung hết trơn luôn, vui gì đâu, cười. Thông thu tới rồi. Là bún riêu Tân Định. Bún riêu Tân Định đây chị. À là... đứng nói gì mình á. Ông đó làm gì? Ông Lộc. À, ông kia làm Thọ, Phước Lộc Thọ đó. À, để em đặt ba đứa Phước Lộc Thọ, ba người Phước Lộc Thọ chị. Đúng rồi, Phước Lộc Thọ gặp bác Phật quá. Nhà hả? Bởi vậy cuộc đời mới thay đổi. Ba ông ngồi kế bên. Hả? Ai vậy? Có người gọi hàng hả? Giờ để ngồi ở đây cho ông Mẫn ngồi đây với nghe nói chuyện với nước mắt mùa thu đi. Ông Mẫn à, ông Mẫn là mến nước mắt mùa thu lắm á. Ông Mẫn mến nước mắt mùa thu lắm á. Đổi tên Jennifer. À Jennifer. Đã vui kêu nước mắt mùa thu vui á. Cơ dễ thương chưa? Rồi giới thiệu nè chị Jennifer là biết thiện hả? Biết mấy em này hết mà. Anh Thiện là phải có Thủy chứ Thủy đâu có bạn. Bạn thôi. Bạn thôi, Thủy với Thiện cũng là bạn. Đây cũng là chị cũng tên Thủy đó Thiện. Chị cũng tên Thủy nữa đó. Anh Thiện khỏe không? Anh Mía. Rồi anh Mía, anh Danh, Alex, anh Thắng đều là biết hết mà. Biết hết trong gia đình của mình luôn mà. Trước khi gặp thằng Kali là đã coi nhiều quá ngày rồi. Ngày nào cũng chỉ thích Hằng thôi à. Không có thích ai hết á. Chỉ thích Hằng thôi. Cảm ơn chị. Có nhiều càng ghiền, càng có nhiều càng ghiền. Càng có nhiều càng ghiền. Không có đem cái microphone nha. Càng có cái microphone. Nó điện cho anh Mẫn chưa? Anh Mẫn điện rồi. Điện rồi hả? Ông đang tới hả? Chắc đi làm ra không chị. Tại vẫn chưa tới. Vậy thôi mà mấy anh em mình coi món đi. Coi món đi cái mình order. Em hả? Chắc em ăn nhẹ nhẹ thôi. Anh Mía cho bánh canh nữa hả? Chả cá. Anh ăn gì? Mình muốn ngon ngon. Ăn gì tập trung coi kìa. Thiện ăn gì đi. Vô bánh canh đó không? Mới hôm qua Thiện ăn bánh canh nè. Hôm qua ăn bánh canh nè. Bữa nay ăn gì? Có đi có món gì đâu. Bún riêu hả? Có mùng 2. Với kia là anh Thắng say hello tháng 2. Rồi đây ông Lộc say hello. Ông Lộc say hello, đây xí luôn đây. Phước Lộc Thọ, ba ông. Anh Mía là Phước, Dương là Lộc, Thiện là Thọ. Hello, anh Tấn. Gán bún nè. Đi ăn, đó, đi ngon luôn đó. Gán bún nè. Gán bún. Gán bún đi. Trời ơi. Lúc này lúc nọ. Lúc
sướng đó. Bên kia là ông thọ, ông thọ bữa nay vui lắm, cứ lưu thọ, cứ lưu thọ gặp bà Phật Quan Âm nên là đường lên đường hết. Phật Quan Âm bữa nay ông Phước cũng vui, ông Phước bữa nay cũng vui, mà sao ông Lộc bữa nay cũng vui, sao ba ông nào bữa nay thấy cũng vui vậy? Tung tung đây bữa nay mà Hằng Cali bắt lấy thẻ Phước Tem đi chợ mà sao ông nào cũng vui ta? Thẻ Phước Tem của mấy ông này á là bắt đi chợ đó, đi chợ đi ăn cười lắm. Bữa nay bắt đi chợ hết, giờ thức ăn mắc lắm. Không mắc gì ơi, thức ăn mắc quá trời luôn, lên gấp đôi làm inform mà thấp là làm lương. Bây giờ rốt cuộc giờ đi làm hãng không kìa, hãng ta đang nhận gần sát ở đây 18 đồng giờ đó. Gần sát ở đây luôn hả? Gần sát vậy. Gần sát không cần đi phiêu quay gì, lái xe chút xíu mới tới, vòng vòng ở đây không cần bắt ra, không cần gì hết. Đâu cần gì đâu, không cần kinh nghiệm, không cần gì hết, không cần gì hết. Rồi bây giờ đi về Las Vegas chừng nào lên? Là về Las Vegas khoảng 2 tuần thu xếp đồ rồi. 2 tuần ta còn nhận không trời, tại hãng đang nhận kìa. Đang cần nhiều kìa. Đang cần người kìa. Bây giờ còn ở đây 2-3 ngày không? Sáng mai đi rồi. Sáng mai đi rồi. Nếu mà mình vô 2-3 ngày mình không, mình vô để mình nhận việc trước thôi, người ta nhận mình sao á. Sáng mai mình vô sớm với chiều mình đi được không? Không, em chưa có hỏi, nếu mà chị còn ở đây thời gian á thì em mới gọi, em kêu người ta dẫn vô giùm. Hôm qua thì chị còn đây chị làm răng xong. Bây giờ răng ok hả? Răng nhiều, hẹn lại tiếp. Hẹn lại tiếp. Răng nước rồi, bác sĩ nó nói là cắt khô với miếng. Con miếng à? Cái bữa cấy im lên đó ha. Cấy im cái xương. Rồi giờ lại làm thêm cái rau nữa, nhưng mà bác sĩ vẫn bớt cho 20%. Đúng rồi. Nó tháo mạch ra đó rồi, không nhận ra. Nhận ra Hằng rồi, 20% off nữa. Ai là người của Hằng dẫn tới là được bớt. Là được bác sĩ bớt. Rồi tới ngày 18 thì dẫn mấy ông này đi khám răng chung luôn nè. Phải nhớ nè, anh Thắng cần đi khám răng không? Không có cần tốn tiền gì hết á. Đi khám luôn đi. Nó là nhiều Việt Nam. Liên răng á, mới liên răng lên. Làm bên Việt Nam hết à? Để sướng. Rồi Alex có món gì chưa? Mấy anh em chọn món hết chưa? Chọn rồi hết rồi hả? Ông Phước. Trời ơi, nóng suốt ngày nay em chưa ăn gì luôn á chị. Vậy đó hả? Em chỉ uống nước thôi à. Uống mấy nước này thế em uống tự nhiên mấy thao rồi. Em thấy chắc cũng không có gì đâu. Món hả? Gì thêm món không? Mà chưa có chứ, hình như có ăn chút xíu cơm, nói không có, không đúng, nhớ rồi. Ăn chút xíu cơm với cá chiên. Mệt lắm, mà trời nóng quá. Nóng quá, mà không ăn rồi. Mấy ngày mình làm quá trời việc thôi. Nào là anh Lưu Linh, anh Lưu Linh. Đúng là thành Lưu Linh luôn. Mà đi kiếm phòng, kiếm đồ cực lắm. Thì đó, chạy tất bật. Chị chạy đi gặp em thôi mà chị luôn muốn đụng xe. Chị thấy, mà em phải chạy đi kiếm phòng, mỗi ngày chạy không biết bao nhiêu job đó trời. Nhiều khi em chạy rong rong ngoài đường suốt ngày đó chị. Trời, cho em một cái súng nặng để giúp người. Không biết nữa mà em thấy cực. Alo. Bây giờ là ở 4 Rio Tân Định. Và đang chờ anh Mẫn tới, xong rồi mới order. Kêu ông chạy tới đây. Bữa nay là một bàn luôn. Bữa nay là một bàn luôn. Cái gì em đó? Mấy người chỉ quen hả? Quen hả? Chắc người ta coi YouTube á. Bây giờ mấy ông này đi đâu ra cũng bị người ta dòm quá trời. Tại người ta coi với người ta quen mặt hết. Đây là nước mắt mùa thu, người ta cũng biết hết rồi nè. Nước mắt mùa thu đi ra đường có bị ai kêu chưa? Hả? Đó. Nhờ em mà hàng xóm tới cuối đời giờ gặp lại hết ở bên đây rất là nhiều. Gặp lại hết rồi đó đúng không? Ở bên đây rất là nhiều. Đó, ngày mai giờ là gặp bạn bên Úc qua nữa. Ồ vậy hả? Qua bên Las Vegas. Las Vegas rồi, bây giờ đang ở Las Vegas rồi. Hình như đi du lịch dài đen rồi phải không? Quá đen luôn rồi. Tại đi phơi nắng á. Tắm một ngày 10 tiếng. Wow, tắm biển hả?
dưới nước vậy có bôi xanh lót rồi lên mặt kỹ không? Bôi rất kỹ mà cũng vẫn bị đen á. Đi qua cái nước Fiji đó là không thấy có một người nào trắng. Tại biển ta phơi. Biển phơi mà cái đảo rất là cực khổ, đi phải là tàu mới đi qua bên kia. 300 cái đảo nhưng mà chỉ có 100 cái mình cái đảo là sống hoạt động, còn mấy kia là bọn lang dân chỉ có nước nào chị? 100 ngàn người. Nước nào? Nước Vichy. Vichy. Rất là ít dân và rất là nghèo. Vậy hả? Rồi với order đi. Chờ anh Thắng tới. Gì anh Mẫn thì anh Mẫn order sao? Thiện order gì Thiện? Thiện order gì? Uống rượu bỏ đủ thứ phải không? Chả cá. Không chả. Không ăn chả ốc phải không? Không chả. Alex ăn gì? Anh muốn rượu ăn gì? Uống canh cua. Không chả. Không chả. Không chả ốc. Uống chả cá ngon quá, anh biết. Hồi nãy nói bánh canh chả cá ngon không? Ngon. Bà miếng ăn hết tôi mà biết cỡ nào. Bà miếng thích cá. Kêu con bánh canh chả cá ăn đấy. Thử. Try. Chắc hàng ăn gỏi cuốn. Vui vẻ thử đi. Thử ăn cái gì cũng 16, 17 đồng xong rồi chứ có cái nào. Phải có ai ăn bún riêu mà xe chứ hẳn đâu ra rồi Mẫn tới kìa. Nói nãy giờ dành ghế này cho Mẫn ngồi rồi nước mắt một phun đi. Nói nãy giờ để đây cho là Mẫn ngồi đối diện với nước xe với em được đi. Vậy em chuyện tô ha. Ok. Giờ hôm nay đầy đủ hết vậy. Đầy đủ luôn. Bữa nay Phước Lộc Thọ gì tới đấy nó vô. Buồn quá dẫn nó đi luôn. Ủa danh làm có làm à? Ông danh chiều nay bao tự hiếu ham vui. Ai về cái ham vui đây. Ai về? Ham vui. Ai giờ tính ra bao tử yếu ham vui. Từng nước mắt mùa thu tới phải tới. Mấy ông này là vui ham vui lắm, vui chịu không nổi đâu. Vậy cuộc sống nó phải vui. Cuộc sống phải vui. Mình khỏe thì mình đúng rồi chị. Cho thân mình được. Cho người ta được. Rồi vậy thêm một bún riêu nữa mà cho thêm một cái tô để xe ra coi như hai người tô. Bún riêu luôn đi. Tô bún riêu bình thường. Để tô bún riêu đặc biệt luôn đi. Rồi Alex gì đây? Bánh canh cua đây chưa? Ba tô bánh canh cua đây. Rồi vậy ở dưới anh hai ba phải không? Anh danh gì ạ? Bánh canh cua. Bánh canh chả cá. Vậy là ba tô bún riêu. Ba cây cua, ba một chả cá. Hiện thì một riêu không chả ốc. Dạ có rồi. Ok. Những cái bún riêu bên đây nữa. Viên cá bún riêu đây. Anh Mẫn riêu đúng không? Ok. Rồi. Đó chứ mà buổi tối nào mà kêu mình ăn tô không hết em với chị xe là đúng rồi đó ha. Hai người phụ nữ là chỉ có một tô bự thôi. Tô nó bự quá. Hôm nay đi làm 6 giờ mấy mới ra. Vậy hả? Hôm nay về trễ, 6 giờ 15 mới ra khỏi tiệm. Vậy hả? Hôm nay làm overtime, được từ 2 tiếng overtime. Em order cái gì chị order luôn cho em. Em uống nước vậy. Ok, vậy thì chị order trước nha. Ok, tới rồi order xong ha. Ok. Ok, em lái xe cẩn thận, gặp anh sau. Dạ. Vậy là có em đẹp tới. Em biết anh. Không. Em này biết anh Mẫn luôn hả? Dạ, tới chứ anh chắc nhận không ra. Lâu năm quá rồi. Là em đẹp. Em nhờ thằng mà bây giờ gặp lại mới gặp lại quen. Hôm nay có tình. Hôm nay tin gì? Có thằng em nó vô chỗ làm. Nó đi làm chung luôn thằng em. Em nào? Cũng mới ly dị đó. Vậy hả? Cũng mới ly dị hai con. Nghe mấy ông ly dị không bị khổ thân gì khổ con thôi. Ở đây trường hợp single father không? Nước Mỹ đúng rồi, nước mắt mùa thu là khổ cái gì sinh ra môn đó. Nếu đó mùa thu gặp giờ anh Linh nó
Ờ à, tên anh gì Lưu mà Đinh. Khổ không vậy? Anh Lưu Đinh thì gặp Lưu Đinh. Ờ, mắt mùa thu là đúng rồi. Hai ông nó ngồi đó, hai ông ngồi mà mặt là thấy khẩm thài. Ờ, ông nếu ăn gì ông Lưu Lưu Linh với lại rồi. Anh gì là anh Mía ngồi lại là thấy mặt buồn lắm, cười lắm. Ông Phước vô. Rồi anh Thắng. Là... ngày nào đi ăn cũng khỏe. Khỏe mới ăn chứ. Tại ngày nào anh... cũng được đi ăn là khỏe. Thôi, cả nhau gần gần ở đây cái mình kêu luôn. Còn mấy anh kêu khi tiện đường này giống ông Trương đồ á, thì ông ở xa kêu rồi cái khi ông đang đi làm đo đát đồ, cái ông chạy lên phiền nữa. Đo đát là gì hả? Chạy đi giao hàng á chị. À, đo đát là đồ ăn. Giao ăn. Đồ ăn. Cười lắm, vui lắm. Rồi ngày trưa nay mới gọi kiểm tra nữa đó. Không nghe hỏi làm được. Ông nói có xe làm ngày được 100 mấy. Ừ. Làm nói thiệt nha, không có dốc gì chứ. Ủa xe ông lấy rồi hả? Lấy xe rồi. Đó, giờ của anh Mẫn nè là cho ông xe ông, bữa nào kêu ông lại cảm ơn Mẫn nữa đó. Hả? Ông lên làm smart chưa? Chưa, nhưng mà hổng gà nè, đi sang tên đi mua bảo hiểm này kia nọ trong chiếc xe của ổng không là 600-700 rồi đó. Phải mua bảo hiểm cho ông 3 tháng. Mắc quá. Bảo hiểm mắc mà cũng phải có bảo hiểm mới chạy chịu, được. Phải chịu, phải chịu. Chứ không thể để phải cho chạy, chứ ổng ấy nhưng phải là 6 tháng nó mới xuống lại. Ừ, thì đó, sau 6 tháng nó xuống lại. Thì thôi cũng mua đại để. Cho ổng chạy cho nó an toàn. Rồi ổng có xe thì ổng chạy ổng kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng mà để ngày nào kêu ổng ra để cho ổng cảm ơn anh Mẫn cho ổng chiếc xe. Thì cái đó thì từ từ thì để chừng nào rảnh nữa. Còn ừ. Thời gian anh rồi. Có chiếc xe đó anh chạy cho chiếc xe nó đụng nó hư lâm rồi. Chiếc xe bị đụng trước. Rồi cái sao cái xe màu đỏ. Rồi cái đem lại sửa mà ông Minh không nói này mà sửa tiền thà đem đi dùng đi chứ sửa gì. Rồi cái nói thôi bây giờ sửa lại để cho mấy ông homeless khác chạy. Rồi ông Minh ông kiếm cửa này ông gắn cửa kia. Ông sửa giùm. Rồi đem lại chạy được nó thôi vậy cũng ok. Xe còn chạy ngon. Còn chạy ngon. Còn ngon. Chạy được. Chiếc xe đó mà chạy chưa còn chạy mà kỹ là chạy 10 năm cũng chưa hư. Dạ. Chiếc xe đó là coi như là second thiệt tình ngang khi mà nghe em ổng ở bên Canada mới gọi chàng hôm qua gia đình ổng còn em gái rồi đó là ở gia đình không thế lắm em chồng của em gái rồi đó là bác sĩ ở bệnh viện ung bướu Sài Gòn không đó nói giả không mà là hồi xưa đó ngang gia đình ổng là giàu nhất đó giống như người ta có xe 767 là dữ lắm mà nhà ổng phải là xe hơi đúng rồi nhìn cái tiếng ta giống như mà là tới hướng tá tánh kỹ lưỡng hay hiền lành gì là bản chất thật ổng hết đó tại vì ổng lỡ hướng vậy đó mà sống được là quá tài luôn đó em trai ổng cũng nói trời ơi tại vì mình nằm gia đình ngày ngoài đường có làm là gia đình nề nếp từ xưa là nề nếp mà đạo công giáo rất là nề nếp cho nên cái bản chất hiền mà nói thật đồ là ổng hết á nói thật quýnh mai là nó ồ tại ghiền bài mới ở vậy chứ không có nói dốc là chó leo lẻo không có nha rồi đi làm á trong cái phone là nó hiện lên mỗi tuần nhiêu tiền là show cho mình coi hết vậy nè mà mình đâu có kêu cho coi đâu những cái bản chất thật ổng tự động hết á nó thật là cái thật nó lòi ra mà không hút chích không gì hết chỉ có nghiện bài mà ông nói mới cười thằng kiểm tra ông nói bữa nay làm được 100 mấy thì nói nướng hết rồi hả nướng hết ổng không hiểu cái từ em nghe ổng nói đâu có nướng là thảy hả thảy hết hả ổng hiểu hết mấy cái từ của em cười rồi mà bớt tiền đâu đó ổng không có không có nướng đang ổng gài sửa lặt vặt cái xe nè đi gắn kiến rồi nè rồi lặt vặt để cái gì chạy được á rồi thằng người kèm nha rồi thằng nói phải để dành mà trả tiền phòng đó tháng tới không có ai đâu trả cho nữa đó thì cũng nói ok lắm cũng được làm lại cuộc đời đi dành cứ diễn vô nó là không góc lên rồi thiếu một ly phải không thiếu một ly cho anh này cho này cho là nước mía cho anh này nước mía đó, em trai nước mía sai gì ạ nước mía xe bự hả gì xe bự sai lớn ở dưới con hút đủ chưa? Hồi nhớ nhắc ra lấy mấy trái đào vậy nha. Cha mấy trái hôm qua đó. Có mấy trái đào hôm qua đi lên. Đi lên giao hàng ở trên đó cái ghé cái chỗ mà để lấy rau Huế về luôn á. Có bình thường ở đây. Chỗ người ta trồng á. Cái tới đó có hái cái trò gì. Trời ơi, hái nó bắt chết. Trời nó cho hái mà. Đưa tao nhỏ em múc em tao nhỏ chị lấy cái bự đi. Em ăn chút. Đây luôn. Đây em múc cái tô nhỏ em ăn cho. Múc chị. Đây tô lớn tô nhỏ. Đây em múc.
Làm quan sát phía đó em. Không, em ít thôi nha. Nè, chia nha. Anh đi để lấy sức hả? Không, em ít, ốm em không quá. Ăn nhiều được. Em ít rồi. Thôi à chị. Chắc ăn cũng phải cũng 5 khao rồi đó. Đúng là hai chị em mình mấy một tô chứ ăn, ăn một người một tô ăn không hết vậy ra. Thôi được rồi, em múc nè chị. Em múc ít thôi, và chủ yếu là nước rồi bỏ rau vô. Chú cha nhiều quá nó đưa đây ăn dùm luôn cho. Bây giờ nó bán hết, mỗi người tô ăn không hết. Cho nên hai chị em mà phụ nữ tô là đúng lắm rồi. Đúng rồi, đúng lắm rồi. Chính xác luôn. Phí của trời phạt chết. Đúng rồi, phí của trời phạt. Từng là đi làm nó quả ơi, nó quả. Sao quả vậy? Nó nóng. Ờ, nóng quả đúng. Chảy mất hình nữa gần 10 kg mỡ rồi. Rồi, đủ rồi đó chị ơi. Được rồi, đừng cho em nữa. Nó quá trời của em nhiều chị. Hành nè. Cái rau đó hình như là tôi có chú cũng muốn rêu đó. Nè, Thiện ơi bỏ rau vô anh Thiện. Đưa cho mẫn cái mắm ruốc, mắm tôm rồi. Nè, mắm nè. Ớt nè. Ừ đó, ai muốn rêu mới có mắm. Còn a lịch nó không có mắm đâu. Tại mè nè. Bà mè nó ăn cái gì á? Bánh canh. Bánh canh. Bánh canh không có mắm. Có giá thôi. Đó, ăn nhiêu đây là vừa đủ luôn rồi đó. Thích ăn vừa vừa vậy nè, chút chút vậy nè. Là nó ngon. Ờ, mà nó ngon. Mà no quá nha. Rau muống nè. Cho nó mắc mà thu đi. Chết tên luôn nè. Chết tên luôn rồi. Cho nó mắc mà thu đi. Cái này cúng coi chè được tên đó. Đã nó không không muốn lấy tên kia thì đặt tên khác. Ờ. Đúng không? Yeah. Xin mời cả nhà nha. Rồi, mời cả nhà ha. Nó... giá thêm nè, người đẹp. Cho người đẹp kia đây, nước mắm mùa thu là thích giá đó. Chính xác luôn. Nước mắm mùa thu là thích giá đó. Biết ý luôn hả? À. Gặp có lần mà biết ý hết. Biết ý thêm chanh không? Còn thêm chanh nữa mới đúng. Ờ, chanh mới đúng điệu. Ờ, đúng rồi. Chanh nè, chanh nè. Chanh vừa, chanh vitamin C. Nè, chanh nè. Đó. Phúc Nam. Rồi, giờ ớt nè. Ớt là lấy miếng thôi à, ớt này cao lắm ạ. Điểm này là ớt cao. Ớt này cao lắm. Nè, có ớt nè mấy chị, mấy anh ơi. Ít ít vậy là ăn vừa đủ. Bánh canh vào chút. Chú mía ở đây là mình. Mía ăn đậu xanh. Dạ, mượn chụp cho mình, mượn em trai này chụp cho mình. Mượn, nè con cần chụp gì mà cho chị, mượn cho cô một tấm hình nha. Ăn ớt không? Rồi chụp cái góc nào tháng ra.